đeo cổ rồi. Chưa? Lắng nghe nè. Bây giờ á là mình ép kéo chân phải vô và mình để cái chân trái dài ra. Và bây giờ mình kéo vào đầu gối. Rồi, bây giờ đổi chân. Tự mình làm. Rồi. Kéo. Hai tay. Đó chân. Hai tay đúng rồi. Anh quay cái cảnh mọi người đang làm. Trời ơi toàn là chân dài không. Dài chắc có đủ rồi. Cái này cũng 3 ngày làm lần thôi. Cái này ngày làm lần. Cái này làm lần. Rồi, kéo chưa? Rồi. Rồi, bây giờ á là co chân lại, co hai chân luôn. Rồi, bây giờ vuốt hai đầu gối luôn. Vuốt từng đầu gối, mỗi cái đầu gối 10 cái rồi vuốt tới đầu gối kia. Vuốt sao thầy? Hai tay một cái đầu gối thôi. Một cái thôi, rồi vuốt đi, vuốt lên. Rồi bỏ ra hai chân, vuốt đi. Hai chân ra. Vậy hả? Thôi lỡ rồi, bỏ chân vuốt luôn, vuốt hai chân luôn. Vuốt. Nhớ là vuốt ngược vô trong nha, đừng có đẩy ra ngoài nha. Nhiều người không biết đẩy ra ngoài học máu đáng chịu. Nói vậy không còn biết sợ. Rồi được chưa? Rồi có hai chân. Vuốt rồi nãy, nãy vuốt rồi đó. Nãy vuốt rồi. Không có máy cái nữa bị đứng. Vuốt lên. Rồi bây giờ lấy hai tay vỗ vô hai đầu gối. Đó, ghê chưa? Rồi bây giờ á là một kéo một chân cho thiệt sát, một chân thôi, chân bên phải sát vô tới trong mông, kéo sát vô mông, kéo vô. Chân kia duỗi ra. Rồi. Rồi bây giờ sau khi mọi người nhìn này nha, sau khi mà kéo sát vô trong á thì mọi người mình lấy cái tay mình á đẩy ngay đầu gối nè, không có đợi cầm đây, cầm đây luôn, đẩy ra, không no, không, đẩy cái chân không, đẩy cái chân ra, đẩy chân ra, đó, đó, đẩy cái chân ra, đẩy làm chừng nào cái đầu gối đụng với đất được thì ngon. Đẩy ra, đẩy ra, ép ra, ép ra, đó. Đây, chị này là ép ngon lành nhất này, đó. Đây là được hậu thủ quan. Tổng giữa lên cái sao vậy? Rồi. Kéo chân lại, đổi chân kia. Rồi, bây giờ bắt đầu cũng kéo cho cái đồ cái gót sát vô mông. Sát vô mông. Rồi. Bắt đầu đẩy ra.
Đây là 10 cái. Được chưa? Thấy ra. Đây bây giờ thấy chân cẳng ngon lành không? Rồi. Bây giờ á là bây giờ bên đây trước, nằm ngửa ra. Bên đây bên phía tay. Ngửa ra. Ngửa ra. Rồi. Giơ một chân lên. Vỗ vô cái đầu gối. Vỗ đầu gối. Cho máu xuống. Đó. Vỗ 20 cái. Vỗ đủ 20 cái thôi, đừng vỗ tiếp cái tét này. Rồi bỏ chân này xuống, đưa chân khác lên, vỗ tiếp, đầu gối. Cái này là chả giò đúng không? Rồi bây giờ bỏ hai chân xuống. Rồi không, ngồi nằm đó. Rồi bỏ chân phải lên, ép vào trong bụng, hai tay nắm kéo đầu gối vô, thở ra. Kéo ra, rồi bỏ đầu gối xuống thì hấp vô. Hấp vô. Rồi đổi chân kia, đưa lên, ép vô, thở ra. Rồi lấy hai tay kéo sát vô. Rồi bỏ chân ra. Hấp vào. Rồi ép vô, thở ra. Rồi mỗi người làm 20 cái. Ép vô, thở ra. Đếm. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 là bỏ chân xuống. Thôi nói chứ là 10 cái thôi. Được chưa? Rồi ngồi dậy. Bên kia. Ngồi vậy. Đứa bên kia. Nằm xuống. Anh Hiệp làm cho em coi. Rồi. Dỡ chân lên. Một chân phải. Dỗ. Đầu gối. Rồi, đổi chân kia, vỗ đầu gối tiếp. Rồi, hồi nãy nhớ học cái bài mà ép vô thì thở ra, mà bỏ ra thì hút vào, hút không khí vào. Rồi, làm 10 cái. Em vô thì thở ra, mà để ra thì hút vào. Mình làm một chân xong rồi mới đổi chân, chứ mình đâu có làm chân này chân kia chân này. Làm chân này chân kia không được, không sao. Được chưa? Đấy, bây giờ dẻo hết rồi đó, nhưng mà chưa đâu. Còn chiêu cuối cùng. Rồi, mọi người bên đây ngồi lên. Rồi, bên kia nằm xuống. Giờ giữa đầu lưng. Rồi nằm sấp. Mấy người kia lùi lùi ra chứ cứ gì giờ mình ngồi ngồi sát sát này. Nằm sấp cái này. Nằm sấp. Rồi bây giờ đến cái bài quay chân. Thì bây giờ là anh làm nhóm Dưỡng làm nhóm. Chị ở bên đó hướng nhóm.
Rồi, anh em khác hỗ trợ. Nằm sấp. Rồi quay chân. Nằm sấp. Rồi. Anh chị em, anh thấy vô giữa. Rồi, bây giờ hướng dẫn kết quay. Rồi. Rồi quay từng chân, quay từng chân. Rồi bên kia hướng dẫn quay chân đi. Thứ sáu là ăn hình sáng vô rồi, ép dầu vô, 9 đó, 10 đập vô, 10 là đập vô đó. Bác ơi, quay vô trong, quay vậy là thật cứ bán, đúng rồi, rồi được chưa, rồi đó, quay như kia là thật cứ bán, quay theo thuận cho đồng hồ. Đó, quay vậy đúng rồi đó, đó, rồi ép sâu vô, ép chân sâu vô, sát luôn như bông, đây nè. Em ơi, quay vô quay nhẹ, nó quay thật rồi, đây nè, nhìn nè. Nhìn đây nè. Đó. Rồi quay vậy đi. Đó vậy đó, đó đúng rồi. Rồi quay đi, quay đi. Vô trong, vô trong. Nó quay nhiều vậy. Rồi ép sát vô mông. Cứ quay đi. Nó ép ra thôi. Đừng có quay, em quay là thật khớp án người ta. Nghe nè, em quay vậy là thật khớp án người ta. Ta nói rồi quay như vậy, cứ quay ngược lại. Đó, quay vậy, quay vậy, ta nói rồi. Phải sinh gái bảo vậy. Rồi, làm sao cho cái móc chân đụng vô được không? Ráng sát vô, đây nè. Không có nhẹ. Chịu đâu, chịu đâu. Chịu đây. Không, chân bệnh thì muốn cứu được hết bệnh thì phải đau chút. Chứ là gồng thì đâu có được. Đừng có gồng. Gồng đâu có làm được. Gồng không gồng được. Gồng chứ đâu có làm gì được. Chân tôi bị mổ. Má lộn. Đúng rồi. Sát vô mông. Bác không có chịu. Thằng bác là đau quá chị ơi. Đó, thì sát vô. Làm động tác này á thầy. Tôi thấy là coi như hai cái đầu ngón chân cái á nó hơi tê tê. Đúng rồi. Tại nó chèn cái gục sống lưng rồi ra là nó điều chỉnh lại mình. Dạ. Rồi. Thầy thầy. Tôi bị cái ngón chân này nó rút mấy năm rồi thầy. Được rồi, cho nó chuyện nó khác nữa. Rồi cứ quấn đi. Là quay ra ngoài thầy quay ra ngoài. Rồi vậy đó đúng rồi đó. Rồi. Ép cái ngón chân xuống. Ép ngón chân xuống. Cầm cái cổ chân quay á, cầm cổ chân đó, đau ngay cổ chân đó thầy. Rồi quay. Đâu cái gì nhìn có thấy biết đây nè thầy. Ờ cái đó là chờ tắt cái ban vô trong xin. Bột xuống đất luôn. Rớt xuống đất luôn. Rồi. Hỏi thầy. Ở nhà không được. Rồi. Bây giờ nắm lấy tay ngồi xuống đứng dậy. Nắm lấy tay. Nè đó rồi ngồi xuống. Ngồi sát xuống. Được không? Rồi kéo đứng dậy. Rồi. Rồi. Sao đi. Chỉ bị nghỉ cái ba cái số sợi xương đó thầy. Biết. Đã nói rồi. Cổ sầm dịch. Cái chân này. Nằm chỗ này nằm. Ngồi xuống, ngồi khác, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống.
đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Có người nắm tay đứng dậy. Rồi, nắm tay. Đây, nắm tay đứng dậy. Rồi, ba lần, ba lần. Ba lần, ba lần. Rồi, quay qua đây. Quay qua thầy. Quay qua đây. Rồi, hồi nãy ai mà ngồi xuống đứng dậy không được chị này phải không? Ra đây đi. Ngồi xuống đứng dậy lên đi. Rồi, ngồi xuống đứng dậy thử coi. Ngồi biểu diễn. Rồi, ngon lên rồi. Đó, ồ, đứng dậy lên. Ồ, đấy. Rồi, hồi nãy ai đứng có căng nữa. Đó, ồ, ngon lên. Rồi, chưa cô, chưa cô, chưa cô. Chưa cô rồi mới ghê nè. Ngồi xuống. Đó, ngồi xuống, đó, ngồi đứng dậy. Rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, ngồi xuống. Rồi, nổi chứ. Từ từ, từ từ. Rồi, thôi được rồi. Rồi, còn ai nữa? Ai hồi nãy là mình ngồi xuống đứng dậy khó khăn. Con này là... Rồi, đúng rồi, con này. Đi đi. Nặng lắm. Đó, đứng dậy. Ôi, thôi quá. Chị kéo quần xuống đi, kéo quần xuống vậy. Kéo quần xuống. Rồi, đó, đúng rồi, em thôi. Kéo quần xuống. Để cho nó thoải mái, rồi, rồi ngồi xuống đứng dậy đi. Ngồi xuống đứng dậy. Đó. Rồi, dễ chịu quá. Tốt quá, rồi đứng dậy. Rồi, đó, tốt quá. Dễ đi. Rồi, còn ai nữa? Cô thử chưa? Bà nãy ngồi xuống cứ dậy khó hả? Bây giờ ra đây. Rồi, rồi, rồi. Rồi, quay lại thầy nè. Bây giờ là giỏi nhất chưa rồi? Rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, ai nữa? Ai nữa? Có khó không? Rồi, ra ra đứng tự xuống. Rồi, ngồi xuống. Rồi, đứng dậy. Ok. Rồi, chị cảm nhận lên thế nào? Nhẹ hả? Rồi, rồi cảm nhận nhẹ. Ai nữa? Hồi nãy chị có đứng ngồi khó không? Đúng, đúng rồi, vậy nên mà ngồi được không? Đó, bây giờ ngồi xuống. Hả? Đó. Rồi, đứng dậy. Tốt rồi, tốt rồi. Tốt rồi. Rồi. Rồi, chị, hồi nãy ngồi sao? Ngồi khó. Rồi, bây giờ ngồi xuống lên. Rồi, rồi. Đứng dậy. Rồi. Rồi, thôi, cảm ơn. Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.